Lại là Phước Sửu đây cả nhà. Hôm nay Phước Sửu cùng với mọi người sẽ đi thăm khu đô thị Phú Mỹ Hưng, một khu đô thị gần 400 hectare thuộc về phía nam của thành phố, gọi là khu Nam Sài Gòn. Ở đây thì có rất nhiều loại sản phẩm đang chào bán, gồm nhà phố, shop house, biệt thự và rất là nhiều căn hộ cao cấp. Thì một cái sản phẩm mà Phước Sửu giới thiệu với mọi người là một cái biệt thự rất là đẹp tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng này. Mình sẽ review, đánh giá xem cái sản phẩm này là có phải là cái sản phẩm hot để gọi là quý anh chị gọi là đặt tiền xuống mua hay không nhé. Rồi mọi người cùng theo chân Phước Sửu để mình tham khảo cái sản phẩm này nhé. Rồi xin mời. Và bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người khám phá một khu dân cư đẹp nữa trong khu dân cư Phú Mỹ Hưng, đó là khu dân cư Mỹ Văn. Thì một cái căn biệt thự mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là căn biệt thự góc hai mặt tiền hai quý anh chị, với diện tích xây dựng là ngang 20.25 dài 16. Như mọi người nhìn thấy phía trước căn nhà thì rất là đẹp luôn. Chủ nhà xây dựng gồm là một trệt, hai lầu, áp mái và sân thượng. Căn biệt thự thì nhìn trực diện ra công viên luôn, một công viên rất là thoáng và có rất là nhiều cây xanh. Như mọi người biết là cái căn biệt thự này đang rao bán, và ở đây thì nội thất cực kỳ cao cấp, gần như full nội thất luôn quý anh chị ạ. Khi quý anh chị mà mua cái căn này về thì chỉ cần là xách vali vào là ở ngay thôi, bởi vì bên trong nội thất rất xịn sò rồi. Thì Phước Sửu mô tả sơ qua về những cái tiện ích xung quanh ha. Nói về cái căn biệt thự này có một vị trí đất rất là đẹp, tọa lạc giữa một cái khu dân cư rất là hiện đại là khu Mỹ Văn 2, là một khu có rất là nhiều dịch vụ tiện ích đầy đủ nè, được bao bọc giữa một cái thiên nhiên sinh thái của khu Phú Mỹ Hưng, là một nơi kiến tạo những cái cảnh quan sống bậc nhất tại khu Nam Sài Gòn. Với cái căn biệt thự này thì gia chủ đang kẹt tiền nên đang chào bán giá tốt hơn giá thị trường, và hiện tại thì pháp lý của cái căn này thì gần như là quá đầy đủ rồi, sổ hồng nè, hoàn công nè, sang tên ngay. Và đặc biệt ở đây thì khi quý anh chị sở hữu căn này thì có thể hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70%. Nhìn phía trước nhà thì gần như là đường khá rộng rãi, đường phía trước nhà là đường 16m và đường bên hông là cũng 16m luôn ha. Khi mà quý anh chị từ bên trong bên ban công nhìn xuống thì nhìn thấy là một cái công viên khá đẹp nè. Và với căn nhà này thì quý anh chị có thể là đổ được 4 đến 5 chiếc xe hơi, chưa nói là mình có thể đổ xe hơi phía trước mặt tiền nhà nha. Khu dân cư là một gọi là khu dân cư, một biệt thự đơn lập nằm trên tất cả những cái trục đường gọi là đường song hành bàn cờ, và một khu đô thị gọi là không có đường hẻm, không gian yên tĩnh, thoáng mát, đầy đủ những tiện nghi, hạ tầng, giao thông thì rất là thuận lợi luôn. Nói về khu dân cư Phú Mỹ Hưng là một cái cộng đồng nhân văn thân thiện, môi trường tiếp xúc những văn hóa và những phong cách sống hiện đại dựa trên những giá trị truyền thống. Ở đây thì khi mà bạn có con trẻ hoặc trẻ em thì có thể là vui chơi nô đùa những cái dưới những cái thiên nhiên xanh mát, và những ở đây là nhiều, rất là nhiều cây xanh ha. Quý anh chị mà cần thêm thông tin và biết thêm về tình trạng của căn nhà thì inbox ngay cho số hotline bên dưới. Đội ngũ bất động sản tiềm năng sẽ chi tiết hơn cho quý anh chị về sổ hồng nè, về tình trạng nội thất và pháp lý đầy đủ của căn nhà. Cần thêm thông tin về khu dân cư quận 7 Phú Mỹ Hưng, quý anh chị inbox theo số hotline bên dưới. Đồng thời quý anh chị đăng ký kênh, like, comment những cái yêu cầu của quý anh chị. Đội ngũ bất động sản tiềm năng sẽ tìm cho quý anh chị một trong những cái sản phẩm là giá hợp lý để ở và sinh lời tốt nhất tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.